nhiên. Chứ hồi xưa là phân nửa là nghịch thiên, phân nửa là thuận thiên. Phe nào thuận thiên, phe nào nghịch thiên thì tự quý vị đoán nha, mình không có nói. Nhưng mà nhớ những cái clip cũ của 1 2 năm trước, Kiệt nói là thuận thiên và nghịch thiên, nhớ không? Thì bây giờ á, là đa số là nghịch thiên ít hơn thuận thiên ở bên nước mình luôn. Chỉ có thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Thì Việt Nam bây giờ là hình như thuận thiên. Bữa đó ông đại ca ủng hộ bên Ukraine 500 ngàn đó, cái đó là hành động thuận thiên đó. Nhưng mà hiện giờ cũng còn một số kênh của ai bệnh á, là cứ ủng hộ nghe với Trung Cộng á, thì coi như là nghịch thiên cũng vẫn còn mà lâu ai. Nhưng mà cái số nghịch thiên á, bây giờ chắc mỗi ngày á, cũng sáng mắt rồi, cũng quay đầu rồi. Còn kể về tội Trung Cộng nữa, chiến Hoàng Sa Trường Sa của mình, hai cái đảo của ông bà tổ tiên để lại, rồi giờ nó ra ngoài nó chánh thức, nó đặt máy bay và tiễn ngoại, nó bắn vô Sài Gòn, bắn vô miền Tây rất là dễ. Rồi thêm giờ nó chiếm như nước Miên nữa, nó đánh Lộc Hậu Việt Nam ở trên, nó hồi nhỏ nước Miên xuống ở dưới, nó đánh lên, thấy mưu mô không? Thì hôm nay rất là nguy hiểm, nhưng mà thấy nguy hiểm bất chiến tự nhiên thành, cứ tin có trời Phật, cứ thuận thiên đi. Phật thánh tiên ở nước Việt rất là đông, các vị không có để cho mình bị nhừ đâu, cũng hơi bầm dập một chút nhưng mà không có nhừ, bầm dập để cho mấy đại ca biết sợ, phải không? Chứ là nước mình bao nhiêu năm nay đúng ra cũng giống như Bắc Hàn vậy, đôi dép không có mang nữa, nít như kẹo không có, hoặc là như Cuba đó. Trung Cộng thấy vậy với những cái vùng quê đó, nó còn nghèo nước mình đó. Nhưng mà nhìn lại nước mình đi, còn đỡ hơn nhiều. Covid cũng vậy, cũng chết, chết cũng lai rai, chứ không phải chết như kiểu Ấn Độ hay là Nam Dương. Đó là do có bàn tay màu nhiệm che chở sau lưng, có hồn thiên sông núi lúc nào cũng bên cạnh mình, thì mình cũng gán thánh các ngài. Đền ngài Trận Đạo ở đâu Sài Gòn á, ngài đang lo ở bên nước mình á. Rồi Đức Thầy thì đền của Đức Thầy ở An Hòa Tự, rồi ở Sài Gòn thì có đền Trận Đạo ở ngoài Bắc đó, thì có chị Việt đó là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, thì tất cả các chư vị đó đang lo cho mình thì gán vô đó mà xin. Trung Cộng á, nó vô nó muốn lấy đất mình, lấy bằng tiền, nó in bằng tiền giả đó, xong cái nó lập đóng xong bài, cái nó cho đi xuống mấy vùng quê để dụ mấy người thiếu trí thức, đánh bài chỉ đưa cái căn cước là thôi, thì ai thua là lấy đất cầm, đó là lấy đất kiểu đó. Còn gái thì vô dụ gái quê mua đem qua Trung Quốc, đó là những cái hành động của thời ma quỷ này. Nhưng mà bây giờ cũng có một số người mình liên hiếp người mình. Thì đó, những vị thầy thầy mà không đúng là thầy, ca sĩ không đúng là ca sĩ. Quý vị nên nhớ nha, ngày xưa đó Mao Trạch Đông giết 60 triệu người, là gần bằng dân số Việt Nam bây giờ, không rúm tay. Thì quý vị nghĩ thử họ có thể tiêu diệt nước mình trong vòng bao lâu? Rất là lẹ đó, mình có 100 triệu à, đâu có gì đâu. Rồi lúc mà Thiên Ân Môn mà năm nào xe tăng giết nguyên cái đó cả mười mấy nghìn người, đối với người ta là như vậy. Mà hôm nay đó chiến tranh rất là cận kề, quý vị nghĩ sẽ có chết chóc ở nước Việt không? Thì gán mà khánh Kiệt những gì Kiệt nói những clip trước để tan để gì cho nước Việt á, thì Kiệt nói nhưng mà Kiệt mong nó không có xảy ra, là gì? Nó xảy ra người mình chết. Khi Kiệt nói không phải là hù quý vị mà nó là thật. Khi Kiệt lên đây Kiệt lộ cơ cho quý vị để quý vị biết, để mỗi người mà những người có đức cao á và biết tin trời tin Phật đó, mỗi người giúp Kiệt cây nhang thánh, Kiệt cũng thánh. Rồi những vị đó, những vị ẩn đó, có thể là người thường, có thể là hòa thượng hay là mấy thầy, hoặc là có thể là mấy ông cha, khi nghe mấy cái clip Kiệt này thì mỗi người khác một chút, thì lúc đó đó
từ cái những cái mà triệt để tan, nó chết, nhưng mà chết thay chết ngàn người, chết còn người gì đó, chứ không phải là việc nói là sẽ có hết. Thường việc nói cái này em mấy vị nó sẽ có chuyện đó đó con, chứ mấy vị đâu có chi tiết là miền Bắc sẽ chết nhiêu, Hà Tiên chết nhiêu, mấy vị đâu có giờ nói chi tiết. Nhưng mà giờ chót thường thì nói là chỉ có hội đồng chư Phật ở trển, nó có Liên Hiệp Quốc và có cha là người phán xét phân xử cuối cùng để mà tổng kết lại mọi việc, miễn làm sao cái đồ, miễn làm sao khi Chúa Giêsu xuất hiện thì lúc đó thế giới của mình an được, tức là Phật chư Hà Di Lặc giáng trần đó, thì thế giới sẽ bình an. Mình làm sao để cho mình bớt sự chết chóc, để cho con người mình còn cái thân người để được về trời, để cõi vĩnh hằng. Chứ còn bên kia bên kinh thánh rồi của ông giáo nói là ai chết cũng về cõi Chúa, cái đó không có cái chuyện đó, nó đi theo cái nghiệp, người làm ác thì sao về trời được, muốn về cõi vĩnh hằng con người ngay lúc này còn thân người thì phải thay đổi ngay lúc này, còn nếu không khi mà không còn thân người đó mình không có, tại vì lúc đó mình không có cầm tiền để mình cho người nghèo, hay là mình không còn giận ai được, má nay sao giận, chỉ có người người giận nhau, mà người người không giận thì khi thành ma, thì đó là mình tập được cái tánh mình vậy. Chứ là ma với ma nó có thần thông nhau, mà ma nó có ngũ thông, mày khỏi cần nói láo rồi nữa, bên cõi kia cũng đâu có xài tiền đâu, đâu có hối lộ đâu, cho nên cũng chả có sân trước sân sau luôn. Nhớ cách đây năm mấy triệu người kéo biểu tình ở Hồng Kông, quý vị nhớ không? Đó, đó là những cái thời đại bỉ cực này, trước khi bước qua Thái Lai, rồi nạn áo vàng ở bên Pháp, rồi Âu Châu, rồi cho nạn châu chấu, ô rất là nhiều. Thì những người nào không tin cái kênh Kiệt thì làm ơn nghiên cứu lại, có phải mình đang sống vào thời đại gọi là tận thế không? Bây giờ có giống tận thế không? Bây giờ mình không gọi này tận thế thì mình gọi là gì vậy? Nhìn lại tất cả những khách sạn 6 sao, 5 sao, bãi biển, có ai có tinh thần mà ra đó mà nằm nữa không? Có nằm nó cũng là nằm cho có thôi, chứ cái hồn nó cũng hồi hộp, nó cũng không có tự nhiên vui như bình thường đó. Ai đạo Phật thì chỉ nói để cho hôm nay kênh này cũng nói nhiều, lúc mới vô đời về công giáo thì rất thương người bên công giáo chuyện mới nói, để mà họ sau này đừng có trách nó sao ông cứ nói Phật Phật với lạc, hôm nay Kiệt nói Chúa để hình Chúa luôn á, cũng vậy thôi à, một người thôi mà Kiệt cũng giải thích luôn, cái gì đừng cười Kiệt, tại sao lại chọn cái thằng học Phật học có lớp 4 Việt Nam nói chuyện không có lưu loát ở bên công giáo, biết nhiều người học giỏi cao thần thông ông cha nói tiếng Bắc rất là giỏi lưu loát, nhưng mà đó là chỉ là một cái triết lý thế gian nói luôn nổi thôi, mấy cha làm gì có thần thông, mấy cha đâu có nhìn thấy được Chúa, Kiệt nhìn thấy, Kiệt nghe thấy, mấy cha đâu có nghe, mấy cha đâu có nhìn thấy được, đúng không? Thì hai câu chuyện khác nhau là vậy. Và sau này tất cả những người con nhớ phải cảm ơn Kiệt mới đúng, là vì sau này họ hiểu được à, thì ra con người mình có linh hồn, cái thể xác này là thù du, khi mình chết rồi mình có cái lại gia thức, nó chuyển thế từ thân này qua thân khác, từ người Mỹ qua người Mễ nếu mình làm sai, từ người Mỹ qua người Pháp, từ người Pháp qua người Việt, có nghĩa là mình đi khắp thế giới bằng cái thần hồn. Và đồng thời ở ngoài không gian, người Công giáo sẽ hiểu sẽ có 3.000 giống người giống như mình đang sống ngoài đó, chứ không phải chỉ có mình, và cũng không phải trái đất vuông như trong kinh cũ ước ngày xưa nói mà ông Go Lê bị chém đầu, là nó Chúa nói trái đất vuông, tại sao ông lại nói trái đất tròn, thì lúc đó giết ông Go Ga Lê phải không? Đó, mà ngày xưa Đức Phật nói trái đất là tròn, thật sự ngoài kia có 3.000 người khác nhau. Hôm nay những cái kênh này cũng là kênh này Kiệt nói là có người thành tinh sau này sẽ tiếp cận với mình và sẽ dạy cho nhân loại khôn hơn, học nhiều cái hay hơn,
Thì hôm nay quả thật quý vị thấy ông Alan nó là người hành tinh. Hôm nay ngoài kia tất cả các quốc gia chính phủ đều từ từ là mà biết được có người ngoài hành tinh đang sắp sửa là giống như ra để mà thừa nhận cái người ngoài hành tinh đó là thật. Tại vì đâu phải là chỉ có tài, mấy chư Phật có tài chứ không có tài mấy chư Phật mấy chư vị nói sao việc nói lại cho quý vị nghe thôi à. Đó là vậy đó, cho nên cái gì cũng chính là vậy đó. Ok, cái nghi mệnh chút về xong việc đọc comment quý vị nãy giờ vô đề nó cũng 40 phút, 2488 người. Xin lỗi nha, lo lâu việc rảnh lúc nào gửi lên lúc đó nó không có theo ngày theo giờ nữa. Thì cũng cái channel này cũng không có báo động lên thì cũng không biết sao chỉnh cái lúc báo động nữa. Mình để hình Chúa hoài ha, mình để hình khác. Thấy hình Chúa này cũng đẹp nha, thấy Chúa tái lâm nó thổi kèn á trên trời bay xuống ha. Đó, quên nãy giờ nói rồi, Chúa tôi dùng cái dấu hiệu này nha quý vị. Khi tâm tâm bình đẳng hướng thượng, trái tim á là cái tâm của mình là học Phật, học cái công thức của Phật, nó là vậy. Là à, nó khác thánh giá một chút, thêm trái tim nữa một chút. Thánh giá đó là hồi xưa bên Âu Châu á, người ta tử hình mỗi người cho nó lẹ đó, người ta cắm một cái cây xuống đất rồi căng hai tay vậy thôi, chứ nó chỉ là dấu hiệu của người thế gian để mà hành hình những tù nhân. Hôm nay Chúa chọn đàng hoàng nha, dấu này lịch sự hơn là trái tim của mình rồi. Bình đẳng và hướng thượng, cái này dấu thập giống như hồng thập tự đỏ, cho nên khi ai làm á thì nó phải là bằng nhau, chứ cái này mà dài xuống một chút, nếu mà người Công giáo thích làm xuống dài một chút cũng không sao hết. Cái dấu này ở trên trời có hội đồng chư Phật, hội bên thánh, bên Bồ Tát, các chư thiên, chư thần, Thiên Long Bát Bộ đều gia hộ dấu này, cả ông Mohammed bên Hồi giáo nữa. Thì ai đeo dấu này á, là ở thời đại này á, là rất là màu nhiệm, được che chở qua hết tất cả bệnh tật và mọi thứ xui xẻo. Hiện nay cũng có nói nhiều rồi, bữa nay mình không có nói cái này. Vào lần này nói chuyện với quý vị vui vẻ một chút. Sao nghĩ mệt 2 phút. Tại liên tục nhiều tuần nào cũng vậy. Mấy bác về thăm cha thăm mẹ trên núi Thanh Long Sơn, thăm Phật. Công giáo thì thăm Chúa, cũng có Chúa trên Thiên Long Sơn nữa. Thì rồi thăm Kiệt luôn, rồi thăm á thì kiểu phải nó ngồi nói chuyện mà từng nào cũng nói chuyện riết hết hơi luôn. Nói quá chuyện đừng đó là mình kỹ sư thương mại chế di mạch ha, đi qua bên Vatican để học làm cha. Chắc hôm nay chắc Kiệt nóng nhiều, người Công giáo sẽ được về trời lắm. Không biết Chúa không cho kiểu đó à, cho mình làm người bình thường. Nãy giờ nói bên Công giáo khó hiểu, ta đâu có phục, dễ người phục. Nhưng mà cái gì có nói những tiền kiếp á, Kiệt cũng đã từng là ông cha linh mục, và có những tiền kiếp chỉ ở bên Ấn Độ á, làm những người đạo Hindu á, đạo Hồi. Rồi có một tiền kiếp Kiệt là ở bên Khmer, đại đế Khmer ở thành Angkor Wat á, là cũng người Hindu đó. Thì thôi là tất cả các đạo, mỗi một kiếp đó mình chỉ làm được, mình chỉ đóng được cái phim đó thôi, giống như mỗi một phim cái hoạt cảnh, cái màn hình, cái vai, tên tuổi cũng khác. Thì hôm nay mình cứ tính hôm nay Thiên Tuấn Kiệt là vậy. Ok, bắt đầu đọc comment nha. Hoàng Đại Quang hỏi chú Kiệt, chào chú Kiệt, bao lâu nữa chú về? Khi nào đúng thời cơ sư phụ, tức là đức thầy xuất hiện thì chú mới về được. Còn bây giờ chú về mình và chú bị quấn ai bên chú, còn bình nổi không?
Thiên minh di chủ kể chuyện tỷ cung đi chú. Tỷ cung có bao nhiêu người hiểu? Chỉ một số người mình hiểu tâm linh đó, mình biết tỷ cung, chứ còn bên cả những đạo Phật, người Việt Nam mà đạo Phật nhiều khi còn không hiểu. Huống hồ chi chú nói mạng trên này người Công giáo cũng nghiên cứu, họ càng hiểu có một cái thế giới là tỷ cung nữa. Thì lúc đó người ta nói chú là quan tử mê tín, sàm dị đoan, vua dị đoan, thì chú sẽ không độ được họ, chú phải làm cho họ gần gũi chú để mà để họ được về trời. Tại vì nhiều người được về trời được Chúa nắm tay kéo lên á, thì chú được thưởng nhiều, còn ít thì chú bị đá đít nhiều. Đó là cho nên chú phải phải tìm cách gần gũi, chứ mình nói chuyện cao siêu quá. Nhưng mà ai mà có duyên lên núi á, mà ngồi chơi cuối tuần như chuyện á, thì muốn hỏi chuyện trên trời, chuyện nước, hay là chuyện địa ngục, thiên đình gì đó, thì chị kể hết cho nghe. Chứ là lên đây chị kể có 10% thôi chú quý vị. Chủ yếu của mình á là mình gán tìm được 20 triệu người mang dấu hiệu của Chúa để mà cho ngày giáng lâm, đúng không? Đâu phải dễ đâu, làm nhiệm vụ này quý vị thử đi, mở kênh đâu có tốn tiền gì đâu, mở thử rồi nói lên nói thử đi, mặt phải dày lắm á. Phương Bình đang nói người hiểu thì ít, còn người nói phủ định là sao con thì nhiều. Tại vì cái thời nay á, tâm tánh của con người mình chạy theo vật chất và bận biểu với khoa học kỹ thuật và sự đua đòi thế gian, cho nên mình nói chuyện trên trời người dưới đất nghe đâu có tới đâu. Thì người nào có duyên thì nghe, còn không có duyên thì cũng từ từ nghe. Ví dụ như hôm nay Phật Di Lạc sẽ xuất hiện, rồi vị Phật hình như thứ bảy sau Phật Thích Ca, thì mỗi vị Phật thường mấy nghìn năm, mà thế gian này phải chờ tới 10.000, 1.000 vị Phật thì họ mới được về trời. Còn mình vị thứ bảy là mình về, thì họ còn 993 vị Phật xuất hiện ở thế gian nữa họ mới được về. Thì con nghĩ bao nhiêu tỷ năm sao? Thì con muốn về trước hay về sau tùy con. Nạn nói sẽ có dài bao lâu vậy chú? Đói gì nào cái bụng nó chịu đói hết nổi, nó dùng dậy thì hết đói, còn không đứng lên thì tự chết luôn, chết rủ luôn. Chi Mai nói mấy người giỏi như anh Kiệt không rảnh lên đây nói chơi đâu các bạn. Đúng rồi, mấy người giỏi đâu có rảnh như chú đâu. Chú làm một tiếng đồng hồ cả 100.000 đô mà lên đây ngồi nói chuyện. Còn mấy người giỏi thì cứ đi chạy lăng xăng, cú điện thoại chú gọi thôi, biết nhiêu đơn đặt hàng vô hãng chú. Thôi chú về, tất cả là con cha mẹ, sao có người từ cõi trời xuống, có người cõi thú lên. Tất cả chúng ta ngày xưa từ cõi trời hết. Tại vì trên đó mình làm biến Phật giảng pháp cho anh á, mình nghĩ mình sống dai với mình không có khổ, mình không có biết làm từ thiện, thì cha với mẹ thời đó mới lập qua cái đệ là quả địa cầu này, rồi mình xuống đây á mình mới học hỏi. Chứ tất cả chúng ta trở, nhưng mà khi mình xuống đây á, mỗi một kiếp thì đưa người nào được thiện duy thức chỉ đường thì quay đầu thì về lẽ. Còn có nhiều người cứ đầu thai vào những cái nước mà gọi là biên cương lãnh địa, hay là những nước mà không có hiểu về Phật pháp, những cái nơi dữ dằn á, thì mình cứ thụt lùi rồi chết rồi tái sanh, chết rồi tái sanh lại, nó gọi là trong dòng lục đạo, rồi từ đó mới làm thú, tại làm người ác. Khi chết xong đâu có tiền đâu mà trả, thì phải đầu thai làm thú để mà lấy cái thịt của mình cho ta xẻ tan để trả. Đó là có người làm thú. Nhưng mà có bốn loại người: hóa sanh, nõn sanh tức là trứng, thai sanh tức là mang bầu đẻ, và những cái ẩm sanh đó là những cái con ngọt, con gì đó, nó tự động nó thành ra con. Thì những người hóa sanh là giống như dạng như chú là dạng hóa sanh, thì cha với mẹ tức là biết rồi đó, thượng đế cha trời mẹ đất, thì hóa sanh nha chú. Thì ở trên trời những người có thần thông giỏi á, họ hóa sanh nha những đứa con,
họ muốn đứa con này giống như mình đơn đặt hàng vậy, ok, Bi Chí Dũng, rồi những đứa con làm chuyện này, những đứa con làm chuyện kia, đó là gọi là quá sanh, chú thuộc dạng quá sanh. Còn có những khi những đời xưa của chú á, khi mà thời còn tạo thiên lập địa đó, thì chú mới tạo ra những đứa con của chú trên quả địa cầu này nữa, thì từ đó nó mới xây dần nha. Rồi người này sanh ra người kia, rồi những loài thú thì do tất cả các gì biến hóa ra, nhưng mà trong nguồn gốc muôn loài vạn vật đều là con của Thượng Đế hết. Cho nên chúng ta mình giải thích cũng hơi xa, nhưng mà tóm tắt lại là tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế, đều tu thành Phật hết. Nhưng mà có người thành Phật trước, có người thành Phật sau. Nguyên thì Thiên Thảo chú ơi, chỉ con cách khẩn cho mấy đứa trẻ bớt bị bệnh đi trốn. Chú cũng khẩn rồi, thì con gửi A Di Đà Phật cho mấy đứa trẻ bớt bị bệnh. Thì vậy ở cái tâm mình khởi ra cái danh từ tuy mình không có nói đúng, nhưng mà mấy chư Phật mà người ta đọc từ tâm chứ đâu phải đâu có đọc bằng lời nói đâu. Con nghĩ mấy luật sư hay là mấy thầy giảng pháp mà ăn nói lưu lót, hay là mấy ông cha ăn nói lưu lót, hay những em sen nói lưu lót, con nghĩ cái đó là thật tâm không? Cái gì đâu nghe mấy cái đó đâu, nhìn ai là hào quang sáng, ai là hào quang tốt thôi. Cái những người đâu cần phải nói, hay là anh đâu có nói đâu, im im không thấy không, nó truyền tâm không đó, đừng tưởng nó không biết nói, nó truyền cái thôi là nó cái triệu chữ vô đầu rồi. Nó để vô ngã lan nghe, làm ngã lan biết là chế làm sao ra chiếc phi thuyền bay đi rồi đáp về được rồi. Đó là kiểu nói người ta như vậy, chứ không phải như mình phải nói mấy tiếng đồng hồ nói rồi người kia ngồi muốn quên hết trơn. Nên sau này mình phải học Phật và thiền để mình có những cái thần thông đó. Chê hỏi sao chiến tranh sẽ có sàng lọc lần cuối lúc ông đấu sao chiến tranh? Chúa Sư sẽ xuất hiện, sẽ giáng trần. Thì lúc đó sao cái tiếp thì mình không biết, nhưng mà theo chú biết á, trong kinh điển á, thì nước Mỹ nha, Âu Châu hay Nhật nó còn mạnh, nó còn mạnh thì nó còn đang ra đấu gọi là chục kia chổi đồng minh kia, mà không còn người người nào mà hung dữ trên trái đất đánh nhau, không còn nước nào hung dữ nữa. Thì lúc đó sẽ có một trận đại hồng thủy, thì những cái nước như nước Mỹ hùng mạnh lâu nay tạo nghiệp, có thể nó sẽ bị chìm xuống rồi nó làm cái gì đó, rồi nước Nhật cũng sẽ bị chìm xuống biển. Thì lúc đó thì nước Việt á, bây giờ nhỏ lại có giỏ, là tại vì hiện giờ là mình nghèo bỉ cực đúng không, nhà nói người ta khó tin lắm, mình giờ mình làm ô sinh tùm lum, còn làm cá đông lạnh đi khắp thế giới rồi. Người của mình đi bán vé số đầy đường, có những người ở nhà trọ còn chết đói nữa, mà nói sau này nước Việt giàu có ai tin. Thì bây giờ chú nói trước, thì sau đó những cái nước mà giàu sang nó không quan trọng nữa, mà khi địa chấn thiên tai lũ lụt đồ á, thì tàn phá những nước đó, họ sẽ không còn phát triển được. Thì từ đó nước Việt á, mới là một nước để phát triển. Những cái mỏ trong nước Việt sẽ nổi lên. Hiện bây giờ không biết là nước mình phải mắc nợ, không biết chú đóng khoảng ít nhất trên mấy trăm tỷ đô la đó. Thì mỗi một đầu dân của con mình ở bên nước Việt á, mà sanh ra là hình như mắc nợ cũng mấy triệu đô cho thế giới. Tại vì mình mượn nợ đầy đầu rồi, mình hết đường để mượn rồi. Thì vừa sanh ra, hiện giờ mấy đứa nhỏ sanh ra là đang mắc nợ. Nhưng ngược lại, những đứa nhỏ tương lai sau thời, gọi là mà thời sau cái hội hội Anh Tài á, mà bên Kinh gọi là hội hội Long Hoa, mình thì mình nói hội Anh Tài thế giới đi. Thì mỗi đứa nhỏ sanh ra là tự nhiên có cả trăm triệu đô la, khỏi còn phải đi làm, chỉ có đi tu thôi. Và chỉ có Bi Chí Dũng là lãnh đạo quốc gia, thì lúc đó mình mới không có hối lộ nữa không. Thì chú biết như vậy, hiện giờ mỗi đứa sanh ra là mắc nợ rất là nhiều, ăn không có mà lại dính cái nợ lên đầu. Thì tính ra chín mấy triệu người đó, mấy trăm tỷ đô á, mình chia ra đi. Nam Hà nói tương lai châu Âu có chết đói, chết rét không?
Hiện giờ là cũng đang chết đói rồi, vô khen của Lão Châu. Và hôm nay vài tháng nữa mà thằng Nga nó không có mở cái cửa biển Hắc Hải gì đó thì biết nhiêu lúa gạo nó qua cái thời gian nó cũng sẽ hư dục xuống biển, người thì không có ăn thì cũng sẽ chết đói thôi. Hoặc là hiện giờ nó sắp sửa đánh một trong những đồng minh của NATO là nước gì ta, Slovakia gì đó, là trong đồng minh NATO đó, là thế chiến thứ ba sắp nổ thì sẽ đói, xong đói vận chuyển mà chuyện đã nói mình chết đói không phải lãi, mà khi mà có một nước nó rục rịch đó là cả cả cái hệ thống vận chuyển đi nước đều chậm. Ở giống như mình khát nước, mình đi trên sa mạc mình khát, chỉ cần một muỗng nước thôi mình có thể sống, nhưng mà cái hồ nó gần mình chừng 3 thước mình bò không tới mình cũng chết, đúng không? Thì đói là đói kiểu đó, Việt Nam cũng sẽ kiểu đó. Lúc đó tất cả phi trường hàng không Tân Sơn Nhất hay Nội Bài máy bay không vô tiếp tới, mấy cái cảng tàu ở ngoài Hoàng Sa Trường Sa nó bị chặn lại hết, có tàu nào đi vô nước Việt được, sao mà không đói. Gạo cũng cần xăng máy nó xây để mà hành gạo, đúng không? Ở ngoài đồng lúa xe nó cũng cần xăng để chạy, cái biển mình nó eo chút xíu thôi mà Trung Cộng nó chặn lại nó quýnh giặc đó. Thử là không đói, nhiều chuyện để đói lắm. Cái thủ rồi cái thủ đi.